Xin được bến chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi thực hiện với tên gọi là siêu âm đo độ đàn hồi gan khi nào chúng ta cần thực hiện. Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành đang công tác tại khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thanh đó sẽ được kính chào bác sĩ Thành Xin chào em, xin chào quý vị khán giả của Alo Bác Sĩ Thưa bác sĩ, siêu âm đàn hồi mô gan thì đang được sử dụng phổ biến trên thế giới. Đây là một bước ngoặt mới trong ngành siêu âm chẩn đoán không xâm lấn, có độ chính xác cao và cũng là dễ dàng thực hiện. Đầu tiên xin hỏi bác sĩ Fibrocan, siêu âm đàn hồi mô gan là gì? Giao bác sĩ chia sẻ cơ bản về nguyên lý hoạt động của cái kỹ thuật này nó sẽ như thế nào ạ? À? Siêu âm đàn hồi gan hiện nay là một cái kỹ thuật được ứng dụng khá là rộng rãi dạ. trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Cái thuật ngữ mà mình dịch sang tiếng Việt á, thì người ta dùng cái thuật ngữ là siêu âm đo độ đàn hồi gan. Dạ. Thì bản chất của cái tên của cái thuật ngữ này chúng ta cũng có thể hình dung được nó là một cái kỹ thuật nó được thực hiện bởi một cái sóng siêu âm và cái sóng siêu âm này thì nó đo cái độ đàn hồi của cái gan và nó thông qua một cái cơ chế và trong đó nó có sử dụng nó gọi là một cái sóng đàn hồi ngược lại đó để nó giúp cho cái khảo sát cái độ cứng hay gọi là cái tình trạng cái tình trạng sơ hóa của cái gan. Thì cái nguyên lý chung của cái siêu âm đo độ đàn hồi gan là người ta đo cái sự biến dạng của cái mô gan dưới tác động của một cái lực À, cái sự biến dạng này thì nó phụ thuộc vào cái độ cứng của cái gan thì mình hình dung như thế này tức là cái độ cứng của cái gan thì nó phụ thuộc vào hai cái thành phần là cái độ đàn hồi và cái độ nhớt cái độ đàn hồi là do cái mức độ sơ hóa của gan nó quyết định còn cái độ nhớt là do cái áp lực thủy tĩnh cũng như là cái áp lực thẩm thấu ở trong cái nhu mô gan nó quyết định dạ. Vậy thì cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô gan này sẽ cho chúng ta biết gì về những cái vấn đề sức khỏe của gan, cũng như là kỹ thuật này thường được chỉ định cho những ai, những nhóm đối tượng bệnh nhân nào thưa bác sĩ. Cái kỹ thuật mà siêu âm đo độ đàn hồi mô gan, cái tên mà mình hay được sử dụng à, hay còn kê, hay gọi trên thực hành đó, đó là người ta dùng người ta gọi là kỹ thuật FibroScan. Cái chỉ định để mà đo cái kỹ thuật này thì nó được ứng dụng à, cũng khá là thường trên lâm sàng người thầy thuốc hay là người bác sĩ chuyên khoa gan họ muốn biết được rằng là cái tình trạng cái gan của mình nó đang ở cái giai đoạn nào và ngày nay với cái cái, cái công công nghệ nó có tích hợp thêm một cái đầu dò cáp thì bên cạnh cái khảo sát được cái độ đàn hồi gan thì người ta còn đo được cái độ nhiễm mỡ gan có nghĩa là cái với cái kỹ thuật này nó sẽ cho mình hai cái thông số thứ nhất là mình sẽ xác định được là độ sơ hóa gan thứ hai nữa là độ nhiễm mỡ gan. Dạ. Vậy thì cái kỹ thuật Five như bác sĩ Thành vừa chia sẻ thì liệu rằng nó có chống chỉ định trên bệnh nhân nào hay không? Và trong trường hợp nếu mà có trường hợp là chống chỉ định thì chúng ta phải làm những cái bước thay thế nào để chẩn đoán các bệnh về gan thưa bác sĩ Thành? Đây là một cái kỹ thuật nó tương đối rất là an toàn và do nó được khảo dạ. nó được cái nguyên lý của nó là nó dùng cái sóng siêu âm. Dạ. Như vậy thì nó không có chống chỉ định tuyệt đối mà chỉ có một vài các cái trường hợp nếu như mà mình đo ở cái thời điểm này thì nó ảnh hưởng đến cái kết quả và như vậy thì những bệnh nhân nào có chỉ định làm cái scan thí dụ như là bác sĩ muốn biết được rằng là cái bệnh nhân này là có một cái bệnh lý gan mạng rồi thì cái bệnh lý gan mạng này có thể do nhiều nguyên nhân thí dụ như do viêm gan virus b viêm gan virus C hoặc là bệnh nhân này là bị à, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hoặc là bệnh nhân có một cái bệnh à, gan tự miễn hoặc là một số bệnh nhân có những cái bệnh gan mà gọi là bệnh gan à, do cái rối loạn về chuyển hóa sắt hoặc chuyển hóa đồng thì người thầy thuốc muốn biết rằng là cái tình trạng gan này nó đã vô cái giai đoạn nào cái giai đoạn sơ hóa nào và nó đã vô giai đoạn sơ gan hay chưa thì lúc này à, cái chỉ định à, đo cái độ đàn hồi gan đã được đặt ra và À, khi mà à, đo cái độ đàn hồi gan này rồi thì một số những cái thế hệ máy mới người ta sẽ có tích hợp cái đầu dò cáp và như vậy thì người ta sẽ tính được cái à, đo được cái độ nhiễm mỡ luôn cái nguyên lý của của cái à, đo cái độ đàn hồi gan á, thì nó có một số những cái trường hợp à, nó sẽ ảnh hưởng bởi cái kết quả Thứ nhất là những cái đối tượng, người thầy thuốc thực hiện cái kỹ thuật này mà thấy rằng là bệnh nhân này có nước ở trong cái ổ bụng nhiều thì mình không nên thực hiện bởi vì những cái nước, những cái chất lỏng á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả Cái thứ hai nữa là những bệnh nhân nào mà bị béo phì quá nhiều bởi vì khi mà bệnh nhân bị béo phì quá nhiều mà mình sử dụng cái đầu dò để mà khảo sát thì nó đòi hỏi phải có một cái đầu dò chuyên biệt dành cho những bệnh nhân béo phì nếu như hiện nay mình không tích hợp mình không có trang bị được cái đầu dò này thì nó cũng ảnh hưởng đến kết quả và một cái trường hợp nữa là một bệnh nhân mà có cái bệnh lý mà suy tim nó có cái hiện tượng mà nó làm à, tăng cái áp lực à, trung tâm thì bệnh nhân này thì cũng có một cái kết quả nó sẽ bị sai số à, và đặc biệt nữa là trong một số những cái trường hợp mặc dầu bệnh nhân là bệnh gan mạng nhưng nó có những cái đợt bùng phát của một cái tình trạng viêm hoại tử gan cấp thì trong trường hợp này nó cũng là cái chống chỉ định bởi vì nếu mình đo ở giai đoạn này thì cái kết quả nó sẽ không chính xác và người ta khuyến cáo là những cái bệnh nhân mà đi thực hiện cái kỹ thuật này thì không nên à, ăn bởi vì nếu như bệnh nhân ăn đó, thì cái chất lỏng ở trong à, ống tiêu hóa nó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả và đo cái độ đàn hồi gan vấn đề này có thể nói là một cái phương pháp một kỹ thuật này nào thì đôi khi nó cũng có cái tính hai mặt của nó vậy thì về cái kỹ thuật này thì đâu là những ưu điểm và những cái hạn chế còn tồn tại của nó là gì nhờ bác sĩ Thành có thể chia sẻ rõ hơn tới tất cả quý vị khán giả trước đây thì để xác định cái mức độ sơ hóa gan thì thông thường người ta phải sử dụng một cái cái tiêu chuẩn vàng đến bây giờ vẫn vẫn còn xem xét đó là người ta dùng cái sinh thiết gan có nghĩa là người bệnh sẽ được sử dụng một cái kim để mà lấy cái mẫu mô ở trong gan và từ đó người ta phân loại à, cái à, gan này nó ở những cái giai đoạn như thế nào thì với một cái kỹ thuật sinh thiết gan thì nó khá là xâm lấn và nó có rất là nhiều một số các cái biến chứng và như vậy thì à, với cái kỹ thuật mới hiện đại thì à, đây là một cái kỹ thuật hoàn toàn không xâm lấn không đau không gây hại và được thực hiện khá là nhanh về mức độ chính xác thì nó cũng được xem xét là tương đương và hiện nay thì đây là một cái kỹ thuật mà nó đã được các cái hiệp hội gan mật cũng như là cái uh, cái hiệp hội uh, ở trên thế giới như đặc biệt là FDA đã công nhận đây là một cái kỹ thuật thay thế cho sinh thiết gan trong cái trường hợp mà mình cần muốn biết được cái mức độ sơ hóa gan. Dạ. À, như bác Thành vừa chia sẻ, thì cái kỹ thuật FibroScan là thiết bị không xâm lấn đầu tiên được dùng trong cái việc chẩn đoán và theo dõi căn bệnh sơ gan. Vậy thì cái khả năng không xâm lấn của kỹ thuật này sẽ mang lại những cái lợi ích nào cho bệnh nhân thưa bác sĩ? Đây là một cái kỹ thuật mà khi mà chúng ta sử dụng thì nó có rất là nhiều các cái chỉ định. Người thầy thuốc muốn biết là cái ở nhóm bệnh nhân bị viêm gan b c mãn tính sau khi điều trị một thời gian khá dài thì bây giờ muốn biết được rằng cái gan của bệnh nhân này đang ở cái giai đoạn nào thì đây là một cái kỹ thuật khá là thực hiện khá là dễ và cho kết quả cũng tương đối là chính xác. Cái kỹ thuật này nó được thực hiện bởi một cái máy siêu âm và nó có tích hợp một cái đầu dò. Cái đầu dò này nó sẽ có một cái bộ phận cảm biến và một cái bộ phận rung để mà nó đánh giá để xác định thì người thầy thuốc sẽ dùng cái siêu âm bình thường để khảo sát cái vị trí gan cần khảo sát và sau đó thì sẽ sử dụng một cái đầu dò tích hợp đó là người ta sẽ đo trên 10 lần và cái kết quả của cái kỹ thuật này là trung bình của 10 lần thì nó sẽ tính cho mình được một cái chỉ số và trong đó nó có hai cái chỉ số đó là Thứ nhất là nếu mà để xác định cái độ sơ hóa thì người ta tính bằng cái đơn vị là kilopascal và nó cái mức độ này người ta sẽ chia ra làm bốn cái giai đoạn là giai đoạn là F0, F1 có nghĩa là tình trạng của cái gan mình nó hoàn toàn bình thường và giai đoạn F2 là bắt đầu có hiện tượng sơ hóa và giai đoạn F3 là có hiện tượng sơ hóa tiến triển và giai đoạn F4 là giai đoạn sơ gan à, còn bên cạnh đó thì cái công cụ này nó được tích hợp thêm một cái đầu dò cáp và cái đầu dò cáp này nó định lượng được cho chúng ta biết được là cái mức độ nhiễm mỡ ở trong gan như thế nào. Và cái mức độ nhiễm mỡ thì người ta chia ra làm ba cái giai đoạn đó là S1, S2, S3 nó tương ứng với mức độ nhiễm mỡ nhẹ, vừa và nặng. Là một cái kỹ thuật hoàn toàn không xâm lấn, dạ. thực hiện khá là đơn giản, chỉ là một cái cái việc thực hiện đo ở ngoài da cho nên là nó rất là an toàn và nó không có ảnh hưởng kể cả cho dù mình có đang mang thai thì cái kỹ thuật này cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ hoặc là em bé yeah. à, Với những cái ưu điểm như bác sĩ Thành à, vừa đề cập và cái độ an toàn của nó thì liệu rằng đâu đó nó có cái rủi ro nào khi thực hiện cái thủ thuật này hay không thưa bác sĩ? Tôi khẳng định là với cái kỹ thuật này là nó hoàn toàn không yeah. có bất kỳ một cái rủi ro nào Tuy nhiên nó chỉ có một số hạn chế là trong trường hợp à, những bệnh nhân béo phì mà mình không có được cái đầu dò xl để mà mình đo thì cái kết quả có thể nó không chính xác yeah. hoặc là mình đo trong một số những cái trường hợp mà những cái trường hợp mà nó ảnh hưởng đến kết quả yeah. thí dụ như là bệnh nhân này có nước ở trong ổ bụng mà mình không biết hoặc là bệnh nhân này có bệnh lý suy tim hoặc là bệnh nhân này có uh, hiện tại có một cái tình trạng đợt bùng phát của viêm gan cấp thì đây là những cái trường hợp uh, mà nó có thể cho cái kết quả nó không chính xác chứ còn uh, không có một cái chống chỉ định nào cả có thể nói an toàn là một cái lợi điểm khi mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật Fribal scan để mà à, chẩn đoán cái vấn đề về bệnh lý sơ gan và thì còn cái mức độ chính xác của cái kỹ thuật này nó sẽ như thế nào? Liệu rằng nó có tuyệt đối đến 100% hay không? Cũng như là nếu mà không tuyệt đối như vậy thì có một cái những cái vấn đề nào mà khiến nó tác động đến kết quả siêu âm hay không thưa bác sĩ Thành? Chúng ta biết là khi mà mình làm cái sinh thiết gan á thì mình cũng sẽ lấy được một số các cái mẫu mô yeah. ở trong gan rồi từ đó mình đọc ở dưới kính hiển vi điện tử. Còn đối với cái kỹ thuật này thì khi mà người ta thực hiện cái kỹ thuật này à, trên thực tế á, là cái à, cái nhu mô gan á, người ta phải đo nó lớn hơn gấp 100 lần so với cái mẫu của à, sinh thiết gan và như vậy thì cái tính đại diện của nó rất là cao và như vậy thì cái độ chính xác nó cũng gần như tương đương so với là cái sinh thiết gan bởi vì khi mà mình thực hiện cái thủ thuật này thì cái diện tích mà mình đo đó là bề ngang của cái gan đó là nó từ 1 cho đến 4 cm và cái bề sâu mà mình khảo sát là từ 25 cho đến 65 cm. Như vậy thì nó cái diện tích của nó rất là lớn và cái khả năng mà nó đại diện cho cả một cái gan thì nó có cái tính chính xác rất là cao và bằng chứng là các cái nghiên cứu người ta phân tích người ta so sánh À, giữa cái à, kỹ thuật đo này Và người ta lấy cái mẫu sinh thiết là tiêu chuẩn vàng Thì người ta thấy rằng là cái độ chính xác của nó à, Rất là cao trên 같습니다. 90% ờ. à, Còn về cái quy trình thực hiện dịch liệu Rằng cái quy trình siêu âm đo đo đàn hồi mua gan Nó sẽ diễn ra như thế nào Mất khoảng thời gian bao lâu Và khi nào thì bệnh nhân chúng ta sẽ có kết quả trả về Thưa bác sĩ Thành à, Để mà thực hiện một cái à, kỹ thuật à, Siêu âm đo độ đàn hồi gan Thì thông thường á thì cái kỹ thuật này làm khá là nhanh yeah. à, Bình quân là khoảng 5 phút là có thể có kết quả ngay luôn Một điều lưu ý là khi mà đi đo cái kỹ thuật này Thì các anh chị nên là nhịn ăn ít nhất là 3 giờ yeah. Mình ăn xong rồi mình đo Thì khi mình ăn vô các cái dịch tiêu hóa Ở trong lòng ống tiêu hóa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả Bởi vì nó đo bằng cái sóng đàn hồi yeah. à, Nó làm cho cái kết quả nó bị Cái chất lỏng ở trong ống tiêu hóa Nó làm cho kết quả nó bị sai lệch Thì đó là một cái cần phải lưu ý và dạ. ngoài cái lưu ý đó là chúng ta phải nhịn ăn ít nhất 3 tiếng đồng hồ trước khi mà thực hiện cái kỹ thuật này Thì liệu rằng trước cũng như là trong cái quá trình thực hiện chúng ta còn phải uh, lưu ý một cái vấn đề gì nữa hay không để mà cho ra một cái kết quả tốt nhất có thể thưa bác sĩ thành. Một cái bắt buộc đó là mình nên nhịn đói trước khi đo là 3 tiếng đồng hồ. Ở bên cạnh đó thì một số các cái yếu tố mà có thể dẫn đến sai lệch kết quả mình có thể thông báo cho người thầy thuốc biết hoặc là trong thực hành thì người thầy, người thầy thuốc sẽ đánh giá được những cái tình trạng đó thí dụ như khi mà bạn đang có một cái tình trạng tổn thương gan cấp men gan nó tăng trên 5 lần thì tạm thời ở thời điểm này bạn không phải thực hiện cái kỹ thuật này à, cái thứ hai nữa là nếu như mà trong dịch bụng của bạn nó có nước nhiều thì bạn cũng nên không đo cái kỹ thuật này à, hoặc là bạn có một cái bệnh lý về tim mạch nặng nề thì lúc đó thì cái tình trạng tim mạch này nó ảnh hưởng thì À, mình cũng không có nên đo cái kỹ thuật này mà mình sẽ chọn một cái phương pháp khác À, có thể nói là khi mà chúng ta thực hiện những cái phương pháp kỹ thuật nào để mà xét nghiệm bất kỳ một cái bệnh lý gì đó khi mà bệnh viện trả về một cái tờ kết quả một cái tờ A4 tràn trịt rất là nhiều thứ như đó thì đôi khi bệnh nhân cũng không có hiểu rõ lắm là bản thân mình đang có những cái chỉ số gì nó bị ảnh hưởng hay không nhân đây thì xin phép nhờ bác sĩ có thể giải thích cơ bản thôi về những cái ý nghĩa lâm sàng của các kết quả siêu âm đàn hồi mô gan nha. Trước khi giải thích cái kết quả khi mà mình cầm trong tay một cái kết quả đó, tôi cũng nói một chút về cái kỹ thuật đo. Yeah. À, tức là khi mà mình có được cái chỉ định là phải đo rồi đó thì mình được người thầy thuốc hướng dẫn là mình sẽ được nằm ngửa, hai tay mình gian rộng và gói lên đầu và để người thầy thuốc sẽ bộc lộ cái vùng gan. Và đặc biệt là cái chân mình nó là cái chân bên phải thì mình sẽ chéo qua cái chân bên trái để nó giãn các cái liên sườn nó bộc lộ rõ cái vùng gan Và khi đó thì người thầy thuốc sẽ uh, dùng cái uh, máy siêu âm để định vị cái vùng gan chính xác và khi đó họ sẽ thực hiện cái kỹ thuật đo này Và khi mà cái kỹ thuật này được đo thành công thì người ta tính trung bình cộng của 10 cái lần đo Và chỉ cần nếu như mà À, nó gọi là đo thành công với điều kiện là trong 10 lần đo này á, thì cái tỷ lệ đo thành công nó phải lớn hơn 60%, có nghĩa là ít nhất 6 lần đo chính xác yeah. thì mới được tính. Nếu mà dưới 6 lần đo chính xác thì mình phải đo lại. Thì cái kết quả trả về nó có hai cái thông số và thực ra thì người ta sử dụng một cái độ sơ hóa thì người ta dùng cái ký hiệu là chữ F. Yeah. Chữ F có nghĩa là five có nghĩa là cái độ sơ hóa gan. Thì cái độ sơ hóa gan này À, nó sẽ tùy tùy theo các cái hãng sản xuất của cái máy đó và một số trường hợp thì tùy theo các cái nguyên nhân thì cái à, cái ngưỡng của cái độ sơ hóa gan này nó có sự khác biệt một chút tuy nhiên à, trong các cái máy chung đó, thì người ta sử dụng một cái đơn vị đo đó là cái đơn vị kilopascal bệnh nhân được trả về thì trên cái thông số đó họ sẽ ghi là mình là F1, F2 hay là F3, F4 thì cái kết quả là nếu bạn là F0 F1 khi cái can mình đo được là nó dưới 7, còn nếu như mà nó trên 12 thì nó là F4 mà F4 có nghĩa là cái gan mình nó đã sơ rồi. Còn từ F2 có nghĩa là từ 7 cho đến 9 và F3 có nghĩa là từ 9 cho đến 12 can thì những trường hợp nào lớn hơn F2 thì người ta gọi là sơ hóa, yeah. còn F3 là sơ hóa tiến triển và F4 là sơ gan và tùy theo cái nguyên nhân uh, mình bị cái bệnh gan mạng là gì mà và tùy theo cái uh, tiến triển của cái 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 F cái giai đoạn mình ở cái thời điểm nào thì người thầy thuốc sẽ quyết định là mình cần phải can thiệp những cái gì ví dụ như trong một số trường hợp bệnh nhân viêm gan virus B mạng mà cái uh, men gan nó hoàn toàn bình thường tuy nhiên thì bệnh nhân này là có trong gia đình có người bị bệnh về sơ gan có viêm gan hoặc là có ung thư gan thì bên cạnh cái việc mà khảo sát bằng sinh hóa máu thì đây là một cái chỉ điểm mà người thầy thuốc có thể quyết định bệnh nhân này có chỉ định sử dụng thuốc kháng virus hay không à đó là một cái ứng dụng trên thực tế lâm sàng cái thứ hai nữa là cái người ta trả về cho mình một cái đơn vị nữa và người ta dùng cái chữ s stirosis đó là cái độ nhiễm mỡ thì chúng ta biết rồi khi mà mình đi khám thực tế á, thì cái siêu âm định tính bình thường nó vẫn trả lời cho mình được là gan nhiễm mỡ Nhưng mà cái đó nó chỉ là mang tính chất định tính thôi Mình không có định lượng được là cái lượng mỡ trong tế bào gan mình nó như thế nào Và nó cũng khó để cho mình theo dõi cái đáp ứng điều trị Giả sử như là mình có điều trị rồi mình không biết nó có thói lưu lại bình thường hay không Thì đây là một cái công cụ khá là tuyệt vời Và cái đơn vị người ta sử dụng ở trong cái Uh, gan nhiễm mỡ này thì cái đơn vị của nó là decibel trên mét và nó sẽ có bốn cái mức độ là từ tùy theo cái ngưỡng cắt của uh, các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng hiện nay á, ở Việt Nam á, thì các cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái những cái bệnh nhân nào mà khi mà kết quả trả về nó nằm trong khoảng từ 100 cho đến 233 decibel trên mét thì nó được gọi là S0 có nghĩa là cái độ nhiễm mỡ nó bình thường còn nếu như mà từ 233 à, cho đến 274 thì nó là S1 tức là mức độ nhiễm mỡ nhẹ và nếu như mà cái S này mà nó lớn hơn 301 có nghĩa là mức độ nhiễm mỡ rất là nặng còn ừ. người ta gọi là S3 thì ứng dụng trên thực tế lâm sàng là trong một số những cái trường hợp những cái bệnh nhân có cái bệnh lý về gan nhiễm mỡ không do rượu hoặc là bệnh nhân có gan nhiễm mỡ do rượu thì khi mà ở cái giai đoạn mà bệnh nhân được can thiệp à Được can thiệp có nghĩa là bệnh nhân sẽ được hướng dẫn thay đổi lối sống để điều trị Hoặc là bệnh nhân được sử dụng các cái thuốc để mà ngăn chặn cái tiến trình nhiễm mỡ nó nặng hơn Thì lúc đó người ta sẽ dựa vào cái này để người ta đánh giá là à, Ở thời điểm này bệnh nhân này là S3 có nghĩa là mức độ nhiễm mỡ khá là nặng Sau khi được can thiệp thì cái tình trạng nhiễm mỡ à, nó thối lui Và một thời gian sau khi điều trị người ta thấy rằng nó có thể trở về s 1 hoặc thậm chí nó có thể trở về s 0 thì đây là một cái công cụ để nó giúp cho người thầy thuốc vừa chuẩn đoán mức độ vừa xác định theo dõi để đánh giá cái tiến trình cũng như cái đáp ứng điều trị trên thực tế lâm sàng. Dạ vâng, à, thành ra xin trò tròn cảm ơn bác sĩ Thành đã chia sẻ rất là cụ thể, cặn kẽ về cách mà chúng ta đọc được những cái ý nghĩa lâm sàng cơ bản của một cái kết quả siêu âm đàn hồi mô gan. Và cuối cùng là khi mà bệnh nhân chúng ta đã có kết quả rồi, nếu mà trong cái ngưỡng an toàn thì sẽ tiếp tục được theo dõi ra sao? Và trong những trường hợp mà nó vừa cái ngưỡng an toàn chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa bác sĩ? À, khi mà mình có cái chỉ định đi mà đo cái siêu âm độ đàn hồi mô gan rồi á, mục đích của người thầy thuốc là muốn biết là cái tình trạng sơ hóa của mình nó ở giai đoạn nào hay là nó bình thường và cũng muốn biết là cái độ nhiễm mỡ của mình nó như thế nào thì trong trường hợp mà ở cái thời điểm mà mình may mắn là mình chưa có bị sơ hóa, mình chưa có bị nhiễm mỡ có nghĩa là cái gan mình nó ở trong một cái tình trạng hoàn toàn bình thường và cái nguyên nhân mà mình bị cái gây cái tình trạng gan nó có nguy cơ nó sẽ tiến triển thành sơ gan hoặc là nặng hơn thì À, đây là một cái ở cái thời điểm này là rất là may mắn cho mình và lúc đó thì người thầy thuốc sẽ xem xét tổng thể uh, trên từng cá thể một tùy theo cái nguyên nhân mắc bệnh và các cái chỉ số sinh hóa khác thì sẽ có một cái chiến lược uh, giúp cho mình cải thiện cái sức khỏe gan của mình hơn còn nếu như mà trong những cái trường hợp mà mình khảo sát thì mình thấy rằng là mình đang nằm ở cái giai đoạn nặng hơn Thí dụ như về độ sơ hóa của mình nó là từ F2 trở lên hoặc nó đã vô sơ gan rồi thì lúc đó tùy theo cái nguyên nhân nó gây cái tiến triển này mà người thầy thuốc sẽ có những cái liệu pháp để mà giúp cho mình theo dõi sâu hơn ví dụ như là mình bị viêm gan virus B mình đang uống thuốc được 10 năm, năm 10 năm gì đó bây giờ cái tình trạng gan của mình nó không còn bình thường nữa, nó vô cái giai đoạn là F4, nó vô đại học sơ gan rồi thì thì bắt đầu ở cái thời điểm này nó là một cái chỉ điểm khá là cần phải được theo dõi sát, thứ nhất là theo dõi sát để làm gì để dự phòng các cái biến chứng do cái sơ gan gây ra, đồng thời là dự phòng cái ung thư gan sớm cho mình. Dạ vâng, à, Thanh Ráo xin thay mặt cho tất cả quý vị khán giả cũng như là những người thực hiện chương trình Xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Thành vì đã nhận lời tham gia chương trình và có rất là nhiều thông tin chia sẻ rất hữu ích trong số bác 6 ngày hôm nay Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe à. Xin cảm ơn quý vị khán dạ. giả Thưa quý vị và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau hãy đăng ký kênh alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe